Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay bên cửa hàng mới về hồi tối chiếc 6970 vừa hạ công luôn nha mọi người. Vừa hạ công luôn thì theo ông chú về miền Tây. Đó, thì rất là đẹp, ốp sáng 7 màu luôn rồi. Nguyên viên của nó sơn lại luôn nè. Nè, bản của nó luôn. 6950 DT. Đây ghim nguyên chiếc lồng cầu vọng luôn. Xin mới chát luôn rồi, từng cái con ốc luôn nè. Mới chú lên. Khá là mới. Vô cặp vỏ Nguyễn Định á, nhìn nó lật liền không? Xe. Rồi nó đến chiếc xe mới chát luôn nè. Để nó còn phấn luôn rồi. Rửa ra chưa không rửa luôn mà. Nếu mà cái này rửa ra nó mới dữ lắm nè. Mới vậy đó, đẹp từng chi tiết nhỏ luôn, dầm khá là đẹp. Ủa không vừa hả? Không vừa hả? Ngã cái mỏ ngã càng vô. Nè quá trời mới luôn. Từng cái chi tiết nhỏ ở trong này nha. Đó, xuống dưới từng cái ống bên dưới này nè mọi người. Trong cái lồng về nữa nè. Đó. Chưa kịp review cho mọi người xem nữa mà đã về chỗ mới rồi. Chỗ mới chạy 1022 giờ. Mới chát luôn nè. Chưa đánh bóng chưa gì hết luôn. Nói chung là mới về tối luôn á, cơ bản luôn. Rồi thấy mấy cái lót chân nè, quá là đẹp. Đây nó có cái mã đóng về, vỏ của nó vỏ cây lì, thay vỏ Nguyễn Đỉnh Việt Nam mới, ngoái mới chát luôn từ đây á, không có chứ thôi luôn nè. Ngoái nè khô rang mà nó mới kiểu rửa, nếu mà cái này rửa ra làm đẹp lại tí nữa là nó muốn rửa luôn rồi. Này con này mình để rinh cho nó có cái chắc ống tán này. Máy thì mời lên xe đây. Đó, mình quay một cái clip ngắn cho tất cả mọi người cùng tham khảo nha. Bây giờ lên xe theo một chỗ khá là chơi và nhanh. Máy chạy vô miếng nữa đó, khá là bếp cho mọi người. Này về xới ruộng hay là cái gì ta? Này có về xúc vật liệu rồi không? Trang đất cũng được. Đó, rồi đây một clip ngắn. Này mình mua về đâu ta? À dưới Chi Tôn. Rồi về Chi Tôn nha mọi người. Hôm trước con 7950 cũng mới về, cũng về dưới đồng Chi Tôn á. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người nha.